Có. Có nhớ không? Nguyễn Xá, anh muốn xơi vợ của bản thân ấy. Đây là chuyện của anh, đúng không? Anh xin nhá. Anh Trung, hả? Anh làm cái trò gì đấy? Anh sờ tay. Trước em còn cho anh sờ cả đùi cơ mà. Lại còn cho từ A đến Z. Em mau quên thế à? Có nhớ không? Lên xe. Rồi, đừng bước vào. Đó, rồi. Em có thể quên anh chứ anh nhớ em rất là rõ đấy. Tôi xin anh, bây giờ tôi đã hoàn lương rồi. Anh đừng nói gì cho chồng tôi biết nhá. Chồng tôi không chịu nổi đâu. Em thử nghĩ xem. Mạnh là bạn thân của anh, bây giờ nó mà biết vợ nó là một gái, xong lại ngủ với anh, xong lại còn với cả qua tay bao nhiêu người nữa, thì eo ơi, nghĩ tôi đã thấy đau ở tim rồi. Tôi xin anh buông tha cho tôi được không? Buông tha á? Cũng được. Thế nhưng mà anh đang cần gấp 40 triệu ấy, em sắp xếp được không? Cái gì? Nhưng 40 triệu á? Tôi lấy đâu ra? Thì có quyết được không? À, hay là để tôi cho chồng cô biết. Nó sắp xuống rồi đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Nhưng mà anh phải hứa với tôi là sau khi anh nhận được tiền, anh phải buông tha cho tôi. Sống để bụng, chết mang đi. Thì cô em cứ giữ lời hứa đi. Anh biết thế. Bạn à? Đến lâu chưa? Tôi đến một lúc rồi. Từ nãy giờ ông có nói xấu gì tôi với vợ tôi không? Nói xấu gì? Nói khen ông chả hết đấy chứ Trang nhà. Đây là bàn thảo được tới. Ông xem qua có gì thì báo lại tôi. Ok, để tí tôi xem. Mà có khi tôi chạy trước nhá. Ok. Chào Trang nhá. Tiền của anh đây. Mà anh gọi tôi đến đây có việc gì? Gọi để ôn lại chuyện cũ chứ có chuyện gì nữa. Anh đã hứa là sẽ cầm tiền và buông tha cho tôi mà. Biết là thế. Thế nhưng mà trong đầu anh nghĩ như vậy. Nhưng mà thằng em anh nó có nghĩ như vậy đâu. Thôi mà, cho anh nốt lần này đi nhá. Không được, tôi có chồng rồi. Chồng tôi còn là bạn thân của anh đấy. Kệ. Bạn thân là việc của bạn thân. Còn này, anh muốn xơi vợ của bạn thân ấy. Thế là chuyện của anh, đúng không? Thì em hô to lên đi. Hô to lên cho mọi người biết là em đến đây với anh. Mà hô to lên để cho mọi người biết em là con phò rẻ tiền. Thôi chồng anh nốt lần này đi nhá. Mày đang làm gì? Sao mày đang làm việc đấy với vợ tao hả? Đâu, vợ bạn hẹn tôi đến đây mà. Không phải đâu anh ơi, là anh tao uy hiếp em. Anh ta ép em phải đến đây, anh phải tin em. Bạn phải tin tôi chứ, vợ bạn mà. Combo. Mày không phải nghi điện nữa. Chó. Tao nói cho mày biết, từ giờ mày không phải là bạn bè của tao nữa. Mày cút đi. Cút trước khi tao gọi công an đến để làm việc với mày. Cút. Anh biết chuyện này từ khi nào? Tại sao anh lại ở đây? Anh đã gọi điện cho mẹ và nghe cách nói chuyện của mẹ anh biết. Hai tuần gần đây em chưa hề nói chuyện với mẹ. Thì làm sao có chuyện mẹ vay 40 triệu được chứ? Anh đã nghe hết cuộc điện thoại của em và Trung nên anh tìm đến đây. Em xin lỗi. Em không xứng đáng với anh. Tại sao có chuyện như vậy mà em không nói với anh? Anh ta uy hiếp em. Em sợ nếu anh biết thì em... Ai cũng có quá khứ. Anh biết là ngày xưa em làm như thế là để cứu bố em. Nhưng rồi bố đã cũng mất. Bố em mất, nhưng đã để lại một phần cơ thể của mình cho y học. Chính vì vậy mà em trai của anh đã được cứu sống. Và từ đó anh đã quen em, gặp em, yêu em. Hứa với anh, sau này em có chuyện gì thì phải kể cho anh nghe nhá. Anh tha thứ cho em thật á? Đúng. Bởi vì em là vợ của anh, là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Còn quá khứ ấy, cho nó ngủ yên đi.